chính đảng có khả năng thắng vang dội trong bầu cử Thái Lan. Đảng Phiêu Thái được nhận định có nhiều lợi thế để giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ở Thái Lan, bao gồm việc đưa ra những chính sách hấp dẫn với người dân. Trong vài tuần qua, những chiếc xe tải vận động tranh cử của Đảng Phiêu Thái, đảng đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc tổng tuyển cử, đã phát ra những thông điệp hấp dẫn trên khắp các khu dân cư. Một chiến thắng vang dội cho Phiêu Thái trong tất cả các lĩnh vực để cuộc sống của người dân có thể trở nên tốt hơn những chiếc loa từ xe tải kêu gọi cử tri ủng hộ họ. Việc phiêu Thái vì người Thái vượt xa các đối thủ là điều đáng chú ý. Điều này xảy ra bất chấp mọi nỗ lực trong 17 năm qua nhằm làm suy yếu đảng này và loại bỏ ảnh hưởng của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra Sinawasha, một tỷ phú viễn thông. Phiêu Thái được nhận định là được phát triển từ Thái Rắc Thái, đảng do ông Thaksin thành lập vào năm 1998. Chính phủ của ông Thạc Xỉn đã bị lật đổ vào năm 2006 và Thái Rắc Thái đã bị giải thể. Ông sống lưu vong kể từ khi bị truy tố với những cáo buộc mà gia đình ông cho rằng có động cơ chính trị. Sau khi bà Trinh Lắc, em gái của ông Thạc Xỉn, giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2011, chính phủ của bà cũng bị lật đổ và bà hiện sống lưu vong. Tại cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2019, Theo Thái đã giành được nhiều ghế hơn bất kỳ đảng nào khác nhưng bị ngăn cản thành lập chính phủ. Giờ đây, các cuộc thăm dò cho thấy phiêu thái một lần nữa đang trên đường hướng tới chiến thắng. Bà Peton Tan, con gái của ông Thạc xỉn tham gia tranh cử thủ tướng ngay cả trong giai đoạn cuối của thai kỳ, từ đó chiếm được sự cảm mến của nhiều người. Vì sao tỷ lệ ủng hộ phiêu thái ở mức cao? Đảng này một lần nữa áp dụng chiến dịch tranh cử gây chú ý khi đưa ra loạt lời hứa hấp dẫn cho các cử tri, từ việc tăng đáng kể mức lương tối thiểu đến lời hứa về việc cấp ví kỹ thuật số trị giá 10.000 bạt, tương đương với 300 USD cho mỗi người trưởng thành để chi tiêu tại địa phương. Tôi nghĩ sau 8 năm, người dân muốn một nền chính trị tốt hơn, giải pháp tốt hơn cho đất nước. Họ đang tìm kiếm những chính sách sẽ giúp ích cho cuộc sống của mình. Bà Petron Tan nói với BBC. Siripan Noksuran Sawadi, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulongkorn, nhận định trong nhiều năm không có lực lượng chính trị nào khác có thể đưa ra giải pháp thay thế cho phiêu thái xét về mặt chính sách, sức hút hay khả năng đối thoại trực tiếp với người dân. Theo vị chuyên gia, do hai chính phủ được quân đội hậu thuẫn sau cuộc chính biến gần nhất đã không làm tốt trong việc điều hành nền kinh tế và đối phó với đại dịch COVID-19, sự ủng hộ đối với phiêu thái, đối thủ chính của họ vẫn ở mức cao. Phiêu Thái luôn rất mạnh trong các vấn đề chính sách. Thái Đắc Thái từng tuyên bố tiên phong trong khu vực này, thực hiện chiến dịch hiện đại trong nỗ lực tranh cử đầu tiên của họ vào năm 2001. Họ đưa ra các chính sách như chăm sóc sức khỏe toàn dân và các chương trình tín dụng, vi mô tại các làng, xã, từ đó mang lại lợi ích trực tiếp cho các cộng đồng nông thôn và người có thu nhập thấp. Điều đó đã mang đến lượng cử tri trung thành cho gia đình Sinawacha. Ngoài ra, phiêu thái đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp, gồm những người có ảnh hưởng rất lớn trong việc duy trì sự ủng hộ của đảng này và thu hút cử tri ở địa phương. Ngược lại, hai đảng bảo thủ chính được thành lập bởi Thủ tướng đương nhiệm, Preuss Chansha và các đồng minh, tương đối mới và không có mạng lưới địa phương mạnh như vậy. Mới đe dọa từ một đảng, trẻ hơn. Bên cạnh đó, phiêu thái luôn thành công để thể hiện hình ảnh của một đảng vừa quan tâm đến người dân, vừa là nhà đấu tranh cho nền dân chủ thông qua các cuộc bầu cử và đó chính là diễn ngôn của họ vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, BBC nhận định, phiếu Thái lần này đang bị Move Forward, một đảng chính trị trẻ trung và cấp tiến hơn, lấn át về các giá trị chính trị. Move Forward đang kêu gọi những thay đổi sâu sắc đối với cấu trúc quyền lực của Thái Lan. Một số nhà quan sát tin rằng, sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho Move Forward có thể khiến số lượng phiếu bầu dành cho phiếu Thái suy giảm. Mặc dù đảng phiêu thải vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, bà Tan Sinawacha đã bị lãnh đạo đảng Mufawas Pita, Lizan Strenas, vượt qua để trở thành ứng viên thủ tướng được cử tri ưa thích. AFP ngày 7 tháng 5 dẫn lời một cuộc khảo sát.